Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay em lên cho anh em 14 con. Có là máy là Gobin Cóc 1.3. Hàng trên thì có một cọc Mix Magu Yama, hàng siêu hot hit luôn nha anh em, quá đẹp luôn. Một cặp này mà anh em vô mà anh em không hớp tay liền là chừng hết luôn á. Giữ đấm đẹp nha anh em, thiếu cái thùng thôi. Xuất sắc luôn, long lanh. Một con Steel FS26C, con này 33 ly ha, ga bắp zin. Một con cơm mát su 3400, 36 ly ha. Chế hai kim, tum gời, tum nhôm, tum lớn và ga bóp zin cho anh em luôn, bóp môi dịch. Hàng dưới thì có cho anh em là một con Honda 4 thì ha, nòng 40 ly. Con này là GX31 nha anh em. Đây, một con siêu hot hit ở đây, một con Mitsubishi TL261. Chụp giật trợ lực, chế hai kim, le đỏ tự động, tum gời, tum nhôm và ga bóp zin luôn. Con này đầy đủ combo cho anh em luôn nha. Rồi kế bên là con Mitsubishi TL26, con này thì nó tum gời, tum nhôm. Ở dưới thì có một con là Echo Kiwit chụp giật trợ lực, ga bóp zin luôn ha. Nói chung máy hôm nay là em tuyển cho anh em một cái lô, hôm nay là nhiều máy đẹp luôn nha anh em. Rồi, anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em ha, 0917414042. Số này có Zalo ha. Kênh YouTube của em là cửa hàng Mai Văn Tèo. Bên em bán là bao ship tận nhà, không cần lấy cọc và anh em mình được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn. Kèm theo đó là em có bán nhớt cho anh em nha. Mỗi chai như thế này là 1 lít, giá của nó là 100.000 nha anh em. Đối với nhớt 2 thì ha, còn nhớt 4 thì thì anh em có thể là có, em có bán nhớt 4 thì luôn ha. Mỗi chai của nó cũng là 100.000. Rồi, địa chỉ của em là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Anh em nào ở gần đây hoặc là có thể là chạy lên cửa hàng của em để xem máy và xách về luôn. Nếu mà anh em lên tới tặng cửa hàng, em sẽ bớt tiền xe, tiền xăng cho anh em mình ha. Rồi, anh em xem clip đừng quên cho em một nút đăng ký kênh và một cái dấu like clip. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Con đầu tiên, con T1. Con này gọi là Gobin Cóc hay là Makita Cóc gì cũng được nha anh em. Tại vì nó với thằng Gobin Cóc cũng là một dòng họ thôi, chỉ là khác tên Gobin hoặc Makita thôi nha. Nòng của nó là 31 ly, con này 21cc, chụp giật trợ lực nha. Bình xăng lớn, máy là zin nguyên bản luôn. Dòng này em hay nói là máy siêu gọn nhẹ nhất thế giới anh em. Nó chỉ nặng 3kg, 3kg rưỡi thôi. Phù hợp cho mình cắt cỏ gia đình, xài có vườn, có nhà này kia đó. Gọn nhẹ, quải nó không có mỏi. Chạy chế van gồ ha. Đặc biệt đó là le đỏ tự động luôn nha anh em. Anh em gần Tết tại anh em mình sắm con về, mình dọn nhà là vòng vòng nhà đang chuẩn bị đón Tết nha anh em. Tum liền tum nhựa ha, tum quá đẹp. Màu đen nhưng mà bóng hới luôn. Tem mát còn đầy đủ mình luôn nè, còn chữ Makita còn nguyên luôn ha. Con này xài là ga giữ nè, trên cái lát nó còn tem luôn. Trắng cỏ đầu bò là zin nguyên bản cho anh em theo máy hết luôn nha anh em. Máy nhỏ gọn mà đẹp nữa ha. Con T1 giá 1.3 triệu. Tiếp theo con T2. Hơi em. Con này mà cái dàn hơi với lại cái dàn áo không là em nói với anh em hai cái là hơi hiếc, với dàn áo là từ 90% mang lên. Hơi dày là bít tông và lá bạc còn ngon, áo còn đẹp. Con này phải gọi là hàng xuất sắc luôn nha anh em, hàng xuất sắc của đời cổ nha, đời áo nhôm. Giá chỉ có 1.4 triệu thôi mà hơi hiếc là còn ngon luôn nha anh em, còn dày cho mình luôn. Bình xăng lớn của máy là bình xăng mới nha. Con này cũng chạy chế hai kim mới của mình luôn ha. Con này tum gời tum nhôm, nòng con này là 32 ly, nó 25cc anh em. Tum gời thì anh em có thể tháo ra cái thuốc được nha. Công tắc máy nằm đây ha. Rồi, con này xài là ga giữ nè. Láp đầu bò là zin nguyên bản theo máy luôn nha anh em. Con này áo nhôm nhưng mà nước sơn còn zin, còn đẹp luôn ha. T2 giá 1.4 triệu. Tiếp theo T3. T3 phải gọi đúng chắc là máy cọp luôn nha anh em. Anh em mà để dành chơi Tết nha. Quá đẹp. Nòng 32 ly, 23cc, chụp giật, trợ lực, bình xăng lớn, zin nguyên bản, còn tem cho anh em luôn. Chạy chế quanh gồ nè, trong lốc là có da băng luôn. Tum liền, tum nhựa, trắng tươi luôn nha anh em. Công tắc đây ha. Này đúng chắc là gọi là Nhật quên xài nha. Quá đẹp luôn em ơi, đẹp long lanh luôn, đẹp từng ngóc ngách luôn nha. Ga giữ nè,
láp trắng cỏ đầu bò ghim tới cái láp mà nó còn là tem mát mà không có bị bong chóc mà còn gõ hình gõ chữ luôn. Hàng này hàng kiển nha anh em, hàng mà cho anh em chơi tết ha, quá đẹp, tương ngốc luôn. T3 giá 1,6 triệu. Tiếp theo T4, một cặp để anh em chơi tết, T3 và T4 ha. T4 cũng đẹp xuất sắc, không có thua gì thằng T3 nha anh em. Mà thằng T4 này nó hay hơn ở chỗ là nó tum gời, tum nhôm. Anh em có thể tháo cái đầu máy ra mình chế cháo nha. Nòng cái này cũng là 32 ly, nó 23cc. Thằng này chụp giật cũng trợ lực luôn nha anh em. Bình xăng lớn là ghi nguyên bản nè. Còn tem cho anh em luôn. Chạy chế là quanh gồ. Trong lốc có da băng luôn. Tum gời, tum nhôm cho anh em luôn. Quá đẹp luôn anh em, xuất sắc luôn á. Hàng chơi tết luôn nha. Ốc mà nó còn vàng khè nè, 7 màu luôn. Công tắc máy ở đây ha. Rồi, con này xài là ga giữ nè. Láp trắng cỏ đầu bò là ghi nguyên bản luôn nha anh em. Một cặp này phải gọi là một cặp trời sinh, một cặp luôn anh em ơi. Quá đẹp. T4 giá 1,7 triệu. Tiếp theo T5. Con T5 là con Gobin nha anh em. Nòng cũng là 34 ly. Con này 26cc ha. Chụp giật trợ lực có dây thiều cho anh em luôn. Chạy chế là chế quanh gồ. Le đỏ tự động nha. Tum liền, tum nhựa ha. Con này thì công tắc nằm đây. Ga là ga giữ nè. Láp đầu bò ghim. Trắng cỏ bể thì em thay cho anh em trắng cỏ khác nha. Đảm bảo cho anh em đầy đủ 6 món ha. Bình xăng lớn là máy là ghim nguyên bản nha. Con này á, tuy cái bề ngoài nó không có được đẹp, nhưng bù lại là công suất lớn là 34 ly nè. Chụp giật trợ lực nè, le đỏ tự động mà giá lại rẻ, chỉ có 1,5 triệu thôi. Hay là anh em nào mà mình xài vừa vừa đó mà 34 ly 1,5 triệu thì trợ lực nữa thì quá hợp lý luôn. T5 giá 1,5 triệu ha. Tiếp theo là con T6 anh em, con này dòng Citin ha. Citin là Citin độc lạ nha anh em. Như con này là có le tự động nè. Anh em ấn vô đây nè. Đóng le nè. Lên ga. Đó. Le tự động nha anh em. Là tự động le như vậy. Anh em nhớ gặt lên đây nè. Anh em ấn vô thì nó mới đóng le nha. Ha. Lên ga nè. Là le tự động nhảy về. Nòng con này là 33 ly ha. Nó 24cc. Chạy chế con này chế làm thay mới nha anh em. Chế thay mới cho nó nhảy nổ. Cho nó qua xăng cho nó ngon. Chứ để chế zin thì nó hay thiệt đó, nhưng mà bù lại là nó không có nhảy nổ thì mất công mình giật 4-5 cái 5-6 cái nó không chạy, mất công mình tức nữa. Bởi vì em đã dọn nổ rồi, không được là em thay chế mới cho anh em đặng cho nó ngon lành cho mình ha. Rồi con này tum liền tum nhựa nha, ga bóp zin nha anh em, công tắc đây ha. Rồi tay đơn láp đầu bò zin, anh em không thích tay đơn thì em thay cho anh em tay đôi, nhưng mà anh em nên, em khuyên là anh em nên để tay zin đi, tại vì con này được xài ga bóp zin nè, nó ngon hơn nha. T6 giá 1,7 triệu. Tiếp theo T7. Rồi, T7 là con Komatsu, dòng Genos Komatsu ha. BK3401, Komatsu 3004, nòng 36 ly, 34cc, bình xăng lớn là mới nha anh em, do ghim đi bể nha. Chạy chế 2 kim, quanh gồ, lợi xăng và cực kỳ nhảy nổ luôn nha anh em. Máy lớn, máy khỏe thì mình chạy chế 2 kim gì đó nó mới ngon, nó mới lợi xăng cho mình được. Tum gời, tum nhôm luôn. Có cái chân bảo vệ bình xăng lớn cho mình luôn. Xuất sắc luôn nha anh em. Đặc biệt là con này em đã lên ra bóp cho mình luôn. Bóp môi dịch, bóp ghim ha, công tắc di động. Đặc biệt một cái là em gắn cho anh em là tay lợp, hỗ trợ cho anh em là cắt trong thời gian lâu dài sẽ đỡ mỗi tay ha. Láp đầu bò là zin nguyên bản, máy cực kỳ khỏe luôn nha anh em. Dòng Komatsu cũng khá là bền bỉ luôn đó. T7 giá 2,8 triệu. Tiếp theo con T8.
Hôm nay đúng là ngày của những con Magu anh em. Lên 3 con, nhưng mà 3 con là xứng đáng con nào con nấy liền. 3 con là ra con nào con nấy gõ nét luôn. Nồng 34 ly, 26cc. Con này nó cũng không có thua cạnh gì hai con Magu lúc nãy nha anh em. Nó đẹp từng chi tiết luôn. Gõ nét luôn nha. Bên xăng lớn, zin nguyên bản nè. Chạy chế là chế quanh gồ. Trong lốc là có da băng cho mình luôn. Tôm liền, tôm nhựa ha. Cái tôm cũng còn trắng tươi luôn nè. Công tắc máy nằm bên đây ha nè. Con này xài là ga giữ nè. Láp trắng cỏ đầu bò zin. Trên cái láp là nó có ký hiệu chữ Eco nha anh em, là ký hiệu của dòng máy chạy tiết kiệm xăng, chạy lợi xăng ha. Hôm nay ba con Magu mà con nào cũng đẹp xuất sắc hết. T8 giá 1,8 triệu ha. T9 T9 là con Echo Kiwis ha, nòng 34 ly, nó 26cc. Thằng này chụp giật nó có lò xo ống nha anh em, nó hỗ trợ mình một phần giật ha, giật nhẹ hơn đi một phần á. Bình xăng lớn của máy là zin nguyên bản nè. Chạy chế cũng là chạy chế zin luôn. Con này bên hông là nó có tem mát nha, rồi mất tiêu cái tem luôn. Đây, tem thường sẽ nằm đây anh em, nhưng mà cái này nó xịt, nó rửa nước mạnh quá bị bay rồi. Con này tôm liền mà tôm nhôm nha. Đây ha, ga là ga giữ nè. Công tắc trên tay ha. Láp trắng cỏ đầu bò là zin nguyên bản nha anh em. Máy là zin nguyên cây nguyên bản cho anh em luôn. T9 giá 1,8 triệu ha. 34 ly 26cc. Tiếp theo T10. T10 là con Echo Kiwis, con này Echo đề mới nha anh em. Chụp giật trợ lực ha. Nòng 34 ly, con này 26cc. Bình xăng lớn của máy là zin nguyên bản nha. Chạy chế 2 kim nha anh em. Con này tôm liền ha. Tôm nhôm 2655G. Dòng cao cấp nha. Bên hông con này thì còn tem mát không bị bay nha anh em. Số seri còn cho mình luôn nè. Con này thì nó ra bóp zin nguyên bản của nó luôn. Công tắc trên ghi đông ha. Láp đầu bò là zin luôn. Con này là zin nguyên cây cho anh em luôn, Echo đời mới nha. T10 giá 2,1 triệu. T11. T11 là dòng cơm Matsu nha anh em, nòng 34 ly, 26cc. Thằng này chụp giật nó cũng có lò sóng luôn nha anh em, giật nhẹ ha. Bình xăng lớn của này là zin nha. Chạy chế quanh gồ, le đỏ tự động. Đóng le nè, lên ra là le tự động nhảy về cho mình. Đặc biệt con này là tôm gời, tôm nhôm nha. Tôm 260 gắn xịt thuốc được luôn nha anh em. Ga là ga giữ ha. Công tắc là trên tay, trên di động luôn nha. Láp đầu bò là zin nguyên bản nè. Dòng cơ Matsu này chạy cũng khá là bốc, khá là ngon luôn nha anh em. T11 giá 1,9 triệu. Tiếp theo T12. Tiếng máy giòn cực kỳ luôn nha anh em, nghe cực kỳ sướng luôn ha. Nòng 33 ly, 26cc, Mitsubishi TL26 ha. Này bình xăng lớn là zin nha, trắng tươi luôn. Đẹp nguyên bản, chưa bị bong chóc cũng chưa bị chạy xước nha. Đặc biệt của dòng này á là chạy chế 2 kim quanh gồ, lợi xăng, nhạy nổ. Trong lốc là có mắt in da băng cho mình luôn. Đặc biệt có là tôm gời, tôm nhôm luôn nha. Tôm 260 nha anh em. Con này xài là ga giữ nè. Láp đầu bò là zin nguyên bản theo máy nha. Quá đẹp, đẹp xuất sắc luôn nha anh em. Áo còn đỏ hoe luôn ha. T12 giá 2,4 triệu. Tiếp theo T13. T13 là con máy hot hit của ngày hôm nay nha anh em. Mitsubishi TL261. Chụp giật trợ lực, chế 2 kim quanh gồ, le đỏ tự động. Lên gà các em, bóp gà. Bóp gà. Tôm gời, tôm nhôm. Ốc tôm mà vàng khè luôn.
ga bóp zin, ga hai chế độ nha. Ở đây vừa vừa nè, anh em kéo này là hết cút của nó luôn. Công tắc ghi đông, láp đầu bò zin. Con này nói chung cái gì mà một con máy mà có mà đầy đủ là con này đầy đủ hết luôn nha anh em. Trợ lực hai kim, le tự động, tum gời, ga bóp, công tắc ghi đông, trong lốc có da băng luôn. Đó, em nói con này mà còn thiếu cái gì là anh em cứ nói cho em đi. Con này không thiếu cái gì hết, đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Nồng 33 ly, nó 21cc nha. Ủa 26cc nha. Tên là 261. Tem mát bên hông còn đầy đủ cho mình luôn. Con này phải đòi đẹp từng ngóc ngách luôn nha anh em. Đầy đủ combo cho mình luôn ha. T13 giá 2,7 triệu nha. Cuối cùng T14. T14 là con Honda, con này là GX31 ha. Nồng là 340 ly, nó 40cc. Nếu mà tính theo ngựa là nó một ngựa rưỡi nha anh em. Máy công suất lớn ha. Bình xăng là bình bự, là bình xăng chứa xăng trắng nè. Bình nhỏ là bình dầu nè, dầu 4 thì á, xăng bình dầu xe Honda anh em chạy á ha. Con này là tum liền mà được cái là tum lớn nha anh em, tum lớn. Bố lớn luôn. Ga bóp zin ha. Công tắc trên di động luôn. Láp đầu bò là zin nè, trên cái láp còn chữ Honda luôn nha anh em. Máy 4 thì ha, máy công suất lớn. T14 giá 2,4 triệu nha. Rồi, thì anh em chốt máy thì anh em liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em nha.